Chào mừng mọi người đến với kênh channel của Đọc Chứng Khoán và em là Nguyễn Trọng Thiện. Hôm nay sẽ cùng trò chuyện mọi người ở cái video này. Và em đang vừa mới trải qua một phiên dịch khá là nhiều cảm xúc đúng không mọi người? Chắc chắn rồi, chắc ai cũng có một phần khoản lãi nào đó của mình. Và rất nhiều anh chị hiện tại đang bị lỗ thì cũng đã có một cái khoản lãi bù đắp lại rồi. Và hiện tại chúng ta đã chính thức vượt 1.500 nha, vượt 1.500 rồi. Và thanh khoản thì luôn luôn ở một mức rất là cao với thị trường hiện tại. Tại vì dòng tiền thì như quân nguyên như vậy đó, nó cứ ồ ạt chảy vào. Đấy, chính vì thế thì chúng thấy một điều là thị trường chúng ta hiện tại phải nói tích cực. Tích cực ở thời điểm á là có một dòng dẫn dắt thị trường, và dòng đó chính là cái dòng trong V30 nữa. Mọi người biết nó, trước đó người đó nói với mọi người rất là nhiều rồi, là thị trường chúng ta hiện tại muốn vượt được vùng 1.500 bắt buộc phải có sự góp sức của ba nhóm. Đầu tiên phải là nhóm banh, cái thứ hai nữa đó là nhóm chứng khoán, và cái thứ ba nữa đó là nhóm blue chip. Và hôm nay nhóm blue chip cũng đã lên khá mạnh mẽ với một số mã phiếu như FPT này, Vietcombank này, hay là Novaland này đó, như là FPT rồi Thế Giới Độc chẳng hạn, vân vân vân. Đa phần những mã phiếu blue chip đã quay trở lại, dẫn tới một vấn đề đó thì chúng ta tăng điểm rất là tốt. Nhìn cái bên V30 á, làm thấy một điều là chúng ta đã chạy khỏe hơn thị trường chung luôn rồi nhá. Đấy, thì câu hỏi đặt ra là thị trường hiện tại còn tăng được nữa hay không, mà tăng đến bao lâu đúng không, và hiện tại còn cơ hội nào đầu tư nữa hay không, thì chúng ta cùng đón xem cái video này với người đòi nhá. Trước khi đến với những cái phần đó, rất mong mọi người bỏ chút thời gian nhấn nút thích video người đòi chứng khoán, nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ người đòi chứng khoán nhá. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hiện tại người đòi đã được hơn 7.000 sub rồi. Đây được coi là một cái món ăn tinh thần cực kỳ hấp dẫn đối với người đòi trong năm nay. Và người đó rất mong rằng là từ bây giờ cho đến qua Tết cũng như là đầu Tết, người đó có một cái thành quả đó là 10.000 sub. Cho nên cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đã cùng tâm sự, đã cùng trò chuyện với người đó chứng khoán trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Người đó cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và để gọi là cảm ơn những cái sự ủng hộ của mọi người này, thì người đó sẽ ra thêm một cái video số đặc biệt nữa. Video số đặc biệt này sẽ đánh mạnh vào một cái nhóm, đó là nhóm Midcap nhiều hơn. Cái nhóm này chúng ta kỳ vọng vào cái cơn sóng thứ ba của bất động sản cũng như là hạ tầng cũng như là xây lắp nhá. Chính vì thế mọi người cố gắng đón xem cùng người đó trong video sắp tới nhá. Và không để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng đi đến với cái thị trường chúng ta thôi ạ. Với VN-Index chúng ta hiện tại đã vượt cái vùng đó là vùng 1465 rồi, và hiện tại đã đóng cửa ở một cái vùng giá rất lý tưởng, đó là vùng giá 1.500. Và thị trường chúng ta tiếp tục hướng tới cái vùng đó là vùng 1.550 nhá trong gian tới. Rất nhiều người nói là đặt một câu hỏi là thị trường tăng điểm thế này mà thanh khoản thấp có an toàn hay không. Đối với góc nhìn người đò như vậy là an toàn nhá, an toàn tại vì là thanh khoản cao mà nó tăng điểm, thanh khoản cao thì dẫn tới là một yếu tố, đó là có những sự thoát hàng ở trong đó nữa. Còn thanh khoản thấp như vậy thì đó là một cái chắc chắn là thị trường ta được kéo lên nhá. Về thị trường thì em đã trò chuyện với khách hàng một số vấn đề trong ngày hôm nay đây, thì được sự ủng hộ cũng như là đóng góp của các anh chị trong nhà đầu tư cũng như là trong group của người đòi chứng khoán, thì em đã thay đổi cái phong nền của cái nhận định thị trường để cho mọi người dễ nhìn hơn nhá. Thì nhận định thị trường trong phiên ngày 25 tháng 11, thị trường chúng ta xác định là gió Lào kéo tới rồi đó. Tức là thị trường chúng ta đã đủ một cái cơn gió Lào đến từ banh, đó là thổi trường lên đóng cửa một mức giá rất lý tưởng, đó là vùng 1488 với V30 thì là vùng 1565 nhá. Đấy, thì nhờ sự giúp đỡ của banh rất là nhiều, và hiện tại nhóm blue chip cũng đang có dấu hiệu quay lại, cũng như là tiền đang quay trở lại với nhóm này để tìm kiếm một cái ngân hàng để dự trữ tiền. Đấy, kiểu như vậy nha mọi người. Đấy, thì đa phần là nhóm này cũng đang tích cực dần lên. Thay vào đó thì cái nhóm Midcap và Penny thì đa phần đang chịu áp lực bán, và ở một số mã phiếu thôi, không nhất định là phải tất cả cổ phiếu, nhưng mà chịu áp lực bán khá là mạnh nhá. Và hiện tại đang có những dấu hiệu là phiên phục hồi xảy ra, và trong thời gian tới chắc chắn sẽ có một phiên, đó là phiên kiểm tra lượng cung cầu của những cái nhóm Penny và Midcap. Chính vì thế những nhà đầu tư nào cảm thấy rằng những mã phiếu của mình hiện tại đang thuộc trong nhóm này mà đang yếu, đang nằm dưới đường MA20 hay là đường MA20 đang ngoắc đầu xuống chẳng hạn, thì chúng ta nên cân nhắc cho cái việc đó là bán hạ ra. Đấy, cầm một lượng tiền hoặc là chuyển qua một số mã phiếu nào đó mạnh cho một số mạnh hơn của nó nhá. Thay vào đó chúng ta với những mã phiếu mà nó thuộc Midcap và Penny nhưng mà nó khỏe đến tức là sao, là nó vượt được đường MA20 và đóng cửa trên đó, và những tín hiệu tốt như là MACD hay là MA20 hay là tín hiệu của RSI hay là MSCI đang dấu hiệu quay đầu rõ rệt đúng không, thì chúng ta có thể cân nhắc việc đầu tư được và giữ mã phiếu này.
Đấy, thì đó là cái vấn đề cho người đỏ đặt ra cho khách hàng người đỏ trong giai đoạn vừa qua cũng như là giai đoạn này. Và trong phiên ngày hôm nay thì người đỏ cũng cho khách hàng quan sát và cũng như là để ý con số mã phiếu mà người đỏ đang tìm hiểu về nó rất là nhiều thời gian gần đây để đánh vào xu hướng là xu hướng trung hạn qua năm 2022 luôn. Đây là một số mã phiếu người đỏ đang quan sát cũng như là để tâm tới. Thì mọi người có thể tham khảo nhé. Lát nữa người đó sẽ cùng đi sơ với mọi người về một số mã phiếu này, coi hiện tại là như thế nào rồi, có thể cho việc đầu tư được hay không nhé. Thì hôm nay thì cũng bắt đáy thêm mã phiếu TCH nhé. TCH thì bên em đã từng bắt đáy trước đó rồi. Bắt đáy từ cái phiên ngày hôm qua cũng đã từng bắt đáy rồi. Ngày 23 là ngày vào hôm ngày trước đó cũng đã từng bắt đáy rồi. Hôm nay tiếp tục bắt thêm. Đấy. Còn trước đó thì rất nhiều nhà tư đã mua vùng giá 17 rồi, cho nên thì còn lại chắc chắn là rất là nhiều rồi. Bây giờ những phiên giảm này chắc chắn họ vẫn đang giữ, họ không có bán ra đâu. Vì người ta mua vùng giá 17 cơ mà, rất an toàn. Đấy. Thì hôm nay thì có mua thêm dòng banh thôi, tại vì em đã nói với mọi người trước đó rồi. Đó là mã cổ phiếu VBank với mã phiếu HDBank là được thí điểm về vấn đề mở room lại 49% nha. Đấy thì chúng ta đánh vào cái game này cũng là một phần nha. Trước đó mình thấy rồi đó, một cái mã phiếu con cưng của người đỏ đó là mã phiếu HDBank đã chạy rất khỏe rồi. Từ những giai đoạn người đỏ mua những vùng giá dưới này hơn 20% rồi. Đấy, sau đó là MVBank này. Đấy, mình thấy không? OCB nữa. Tổng cộng là ba mã phiếu này, ba mã phiếu người đỏ khá là thích trong thời gian vừa qua, người đỏ đầu tư rất là nhiều. Đấy, sau đó với tới mã phiếu Techcombank. Đấy, ACB và STB nhá. Thì đây là mã phiếu MHB người đỏ khuyến nghị cho mọi người ở đây. MHB đúng không? Đấy, trong room thì có thôi, do người đỏ mới đổi máy cho nên thì hiện tại nó đang có dấu hiệu là không coi được lại quá khứ của nó ấy. Thế như mã phiếu MHB này vào ngày 15 tháng 11 này cũng cho mọi người mua, phân tích kỹ cho mọi người về những cái kỹ thuật, phân tích cho mọi người về cơ bản nữa cho mọi người hiểu được là tại sao phải mua mã phiếu này. Đấy, và đó là yếu tố tại sao người đỏ cho mọi người mua. Và mã phiếu OCB và mã phiếu HDBank cũng như vậy nhá. Thì nó góc nhìn người đỏ về việc đầu tư hiện tại nhá. Thì người đỏ vẫn tập trung vào ba nhóm ngành chính, đó là nhóm ngành bán lẻ, banh và chứng khoán. Đấy, tại vì ba nhóm ngành này hiện tại dòng tiền đang vào rất mạnh, trong đó nhóm ngành bán lẻ hiện tại đang đánh vào xu hướng của cuối năm nhá. Đấy, thì chúng ta vẫn tập trung vào những nhóm ngành này, tiền chúng ta chưa cần phải đảo qua mã phiếu khác gì hết, tại vì đa phần những mã phiếu này đang có dấu hiệu gì mọi người, đang dấu hiệu là giữ tiền rất là tốt và tiền đang vào càng ngày càng nhiều thêm. Chính vì những yếu tố này cho thấy được là dòng banh hiện tại tiền đang tập trung tất cả vào dòng banh. Khi nào nó dấu hiệu đảo chiều, tức là khi dòng tiền thoát ra, chúng ta mới bán nha. Hiện tại tiền vẫn chưa bán, khối lượng vẫn đang tăng cùng cùng, mình thấy tính banh không? Đấy, một phiên tăng khối lượng cực kỳ khủng này rồi. Tiếp tục thêm một cây này nữa, thêm mấy cây nhỏ này nữa, mình thấy được là dòng tiền vào liên tục đúng không? Đấy, thì chả lý do chúng ta phải sợ cả. Đấy, em còn cho mọi người mua thêm mã phiếu Techcombank nếu như có giảm về vùng giá 54.5. Đấy. Thì chúng ta nói về thị trường một tí nhé mọi người. Thị trường một tí thì chúng ta thấy một vấn đề, đó là thị trường hiện tại đang có những cái sự tăng điểm rất tốt. Và một cái điều nữa là thị trường chúng ta sẽ vượt tới những cái vùng, đó là vùng 1550. Đấy, thì cái mốc kháng cự sắp tới sẽ là vùng này. Đấy, thị trường có thể về đây. Và đối với góc nhìn của người đỏ thì người đỏ sẽ dừng cái việc đầu tư trong giai đoạn là cuối năm, cuối tháng 12. Người đỏ sẽ dừng đầu tư và sẽ dừng lại để coi trường vận hành thế nào. Tại vì người đỏ đã trò chuyện mọi người một khoảng thời gian vừa qua rồi, mọi người có biết, mọi người cũng đã hiểu người đỏ tại sao rồi đúng không? Tại vì là chúng ta nói về vấn đề đó là thị trường hiện tại nhá. Thị trường hiện tại có thể sẽ xảy ra một cái đợt điều chỉnh mạnh tầm 200 điểm giống như những cái đợt trước đó. Đấy, thì người đỏ nó sợ một cái điều đó xảy ra. Chính thế người đỏ sẽ cân nhắc cho mọi người về vấn đề thận trọng hơn. Đấy, vấn đề là do những thông tư từ những cái công ty chứng khoán sẽ buộc phải xác nhận vấn đề về dư nợ cho những tài khoản của khách hàng. Đấy, thì thường sẽ là tầm 6 tháng cho đến 6 tháng sau nữa, là cứ 6 tháng một lần ấy. Giai đoạn là từ tầm 30 tháng 6 và giai đoạn tiếp theo sẽ là 30 tháng 12. Thì cứ mỗi năm đều như vậy cả. Chính vì thế chúng thấy được là hai đợt giảm gần đây nhất cũng là rơi vào những giai đoạn cuối năm và giữa tháng 6. Đấy, chính vì thế chúng ta phải thận trọng. Đấy, đều là những giai đoạn thị trường ta giảm tầm 200 điểm. Chính vì thế chúng ta nên thận trọng giai đoạn đó. Chính vì thế người đó sẽ cân nhắc bán bớt ra một số mã phiếu đầu cơ, một số mã phiếu đánh ngắn. Người đó sẽ giữ tầm 30-40% những mã phiếu mang cho mình những cái trọng số về trung hạn và như dài hạn rất là tốt. Đấy, thì đó có nhìn người đó như vậy. Có thể người đó sẽ bán ra
hết 100% tỷ trọng luôn, cầm full tiền mặt luôn. Đấy, nhưng mà nếu như thị trường chúng ta lúc nào vẫn ổn thì người ta sẽ bán ít thôi. Đấy. Còn về thị trường thì người đó nói rồi, góc nhìn thì vẫn như vậy. Còn hỗ trợ hiện tại sẽ là vùng này. Chúng thấy hỗ trợ ở đây. Vùng 1465 nhé mọi người. Vùng 1465, hỗ trợ sẽ quanh vùng đó. Và hiện tại thì những cái kỹ thuật của thị trường chúng ta không phải nói nữa. Tại vì thị trường nó cứ tăng như thế này thì và đặc biệt nhất là tăng mạnh vào những mã phiếu như V30 nữa thì chúng ta cứ thoải mái mà cầm những mã phiếu thuộc trong cái khu vực như vậy thì chúng ta cứ thoải mái cầm thôi nhá. Đấy, khi mà V30 đã vượt cái đỉnh rồi thì V30 và VN-Index chúng ta đã đồng pha với nhau rồi. Và khi đồng pha rồi thì những việc đánh lên của nó sẽ là một cái điều tất yếu mà thôi. Đấy, người đó đã phân tích cho mọi người rất là rõ ở cái video cuối tuần hay là những video hôm qua hôm kia đúng không? Đấy, thì điều đó rất là tốt thôi. Nếu như thị trường chúng ta có một phiên kiểm tra vùng nền này cũng là một điều rất bình thường nhá. Tại vì nó đã thoát ra một hình VCB rồi. Khi thoát ra một hình VCB nó kiểm tra vùng nền có thể sẽ tạo ra một cái cup and handle hay sao đúng không? Thì chúng ta vẫn cứ thoải mái về đầu tư thôi. Chưa vì như vậy ngại với lúc này cả. Đấy. Rồi chúng ta đi sơ lược về một số nhóm ngành nha mọi người. Tại vì hiện tại chắc chắn rất nhiều anh chị hiện tại đang thắc mắc là không biết còn nhóm ngành nào để đầu tư được hay không. Đấy. Thì đầu tiên ta đi sơ lược về một số nhóm ngành đã. Ví dụ như là nhóm ngành banh nhá, như là Techcombank này, đấy, MVP này, hay là STB, ACB. Tất cả những mã phiếu này đều có những phiên kiểm tra lại vùng cái vùng hỗ trợ của nó. Cho nên ta không gì phải ngại cả. Cho dù nó có kiểm tra lại sâu một tí nữa chúng ta không phải ngại. Thì tiền đã vào rồi. Chúng ta biết một điều là khi tiền lớn đã vào rồi thì họ sẽ quyết định lên, không có lý do nào cái không có lý do nào mà họ vào để họ tự gọi là tự làm hại bản thân họ cả. Tức là chúng ta bỏ tiền của mình ra, bỏ tiền của những cái lái ra để họ đánh mã phiếu lên. Bây giờ họ không đánh lên, họ sẽ mất rất nhiều tiền của cho việc là trading, những việc mà họ đặt đồng tiền họ vào đó nhá. Chính vì thế thì họ sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Chắc chắn họ sẽ đánh lên trong nay mai mà thôi. Và những mã phiếu dòng banh này chắc chắn sẽ có dấu hiệu là sẽ chạm vùng đỉnh cũ của nó, hoặc là khỏe nhất sẽ vượt vùng đỉnh cũ của nó nhá. Đấy, ví dụ như là mã phiếu ACB này có thể sẽ vượt cái vùng đỉnh cũ của nó quanh những vùng giá tầm 36 thì sao? Có thể chạm vùng này cũng được rồi. Nếu chúng ta mua những vùng phía dưới này, chạm những vùng dưới đó thì đã coi được một cái vùng lợi nhuận rất là tốt rồi. 38 này. Đấy, rất là tốt cho chúng ta rồi đúng không? Đấy, chúng ta bằng đã hơn cả những việc là đầu tư ngân hàng rất là nhiều rồi. Thì dòng banh như vậy, trong chứng khoán thì chúng ta tập trung vào những mã phiếu như người đó phân tích cho mọi người rất là rõ rồi. Chúng ta chỉ tập trung vào những mã phiếu mà được hưởng lợi rất là nhiều từ những cái chính sách cũng như là hưởng lợi rất là nhiều từ cái doanh thu chính của nó đến từ môi giới chứng khoán. Đấy. Và cái danh mục đầu tư tự doanh của nó nữa nhá. Thì những mã phiếu người đó nhấn mạnh thời gian vừa qua thì mình thấy đó VND này. Thấy không? VND này, đấy rồi VCI này. Rồi SSI này. Đấy. Thấy không? Rồi HCM này. SHS này, đó những mã phiếu người đó nhấn mạnh trong người rất là nhiều. Những mã phiếu như là SHS này hay là VX này là những mã phiếu có game tăng vốn nên người đó đầu tư vào đây nhá. Đó là lý do tại sao người đó bỏ tiền vào việc đầu tư này. Thì những giai đoạn vừa qua người đó gom rất là nhiều, chứ không phải là người đó không gom. Chứ đó người đó đã gom những nhịp ở dưới này luôn rồi nhá. Đây như là VD này. Đấy, mọi người có coi video của người đó biết rồi. Người đó mua từ những cái vùng giá 52 cơ mà. Đấy, 52. Đấy, rồi VC này, mua những vùng giá tầm 67 cơ, 67 nhá. Đấy. SI vậy. SI mua từ những cái vùng giá này cơ. Đấy thì chúc mừng mọi người thôi, mọi người kiên trì, mọi người nắm giữ tới bây giờ chắc chắn sẽ được khoảng là rất là nhiều nhá. Và hiện tại SI đang là mã phiếu được trọng điểm nhá, trọng điểm vào cái tâm trọng điểm vào đó. Và nếu như SI có dấu hiệu suy sụp á, thì lúc đó thì chúng ta rất dễ cho việc đổi chiều. Hiện tại SI là một mã phiếu mới vừa đánh lên và cái dư địa của nó rất là mạnh khi mà dòng tiền vào rất là lớn nhá. Cho nên là cái việc SI đánh lên nữa sẽ là một cái điều chắc chắn xảy ra. Chúng ta sẽ hướng tới vùng target của nó là vùng 65 cho đến vùng 70 với mã phiếu SI nhá. Đấy, nó có nhiều người đòi như vậy. Thì hiện tại chúng ta có thể cân nhắc cho việc chỉnh, nhưng nó chỉnh về những cái vùng ví dụ là vùng 50 hoặc là vùng 52, có thể mua thêm mã phiếu SI được nhá. Mã phiếu này rất là khỏe đó, có nhiều người đòi như vậy. Chúng ta sẽ kỳ vọng như là một cái unicorn giống như mã phiếu VND nhá. Đấy. Hiện tại mã phiếu FTS hiện tại chúng ta không nên mua nhá. Hiện tại nó dấu hiệu hai đỉnh rồi. Hiệu hai đỉnh rồi nha. Thấy này, hai đỉnh rồi này. Đấy, hai đỉnh đã phân kỳ rồi, cho nên chúng ta mới thận trọng một tí nhá. Mà phiếu VC cũng vậy. VC đợt đó thì người đó thấy là hai đỉnh này, nhưng mà người đó không nghĩ là nó được những ra một thông tin quá là tốt để đẩy mã phiếu này lên. Đó, thông tin gì về mà ký kết hợp đồng á đúng không? Đó, nó đẩy mã phiếu này lên rất là tốt. Đấy, dẫn tới là mã phiếu nó tăng luôn. Trong khi người đó thì người đó bán ra ngay cái khúc này. Người đó thấy nó có hiệu là tạo đỉnh, người đó bán ra. Đấy, tiếc là như vậy, người đó bán là người đó chuyển qua mã phiếu SI. À, chuyển qua mua thêm SI. Đấy, mua thêm ngay cái vùng giá tầm 50 nhá.
Thì sơ lược một số mã phiếu như vậy. Về dòng thép thì hiện tại đang có dấu hiệu phục hồi rất mạnh mẽ, ví dụ là hoa Hòa Phát này, Hoa Sen này, đấy, Nam Kim này, đó có dấu hiệu tạo nền phục hồi rồi nhá. Đấy, nếu như những mã phiếu này nó xác định cho việc tạo nền như này thì khả năng nó sẽ đánh lên lại trong khoảng thời gian sắp tới để nó về lại cái vùng MA20 nhá, nó sẽ chạm vùng đó xác định thêm. Đấy, chúng ta cứ coi nó giống như cái đợt này mọi người này, giống cái đợt này này, Hòa Phát đi, Hoa Sen đi, giống cái đợt này này, đấy nó cũng có những phiên giảm xuống này, sau đó nó cần phải có những cái sự xác nhận tạo đáy nhá, như tạo hai đáy này, sau đó bắt đầu đánh lại này, đấy cũng sẽ tương tự như vậy, rất có thể nó sẽ đánh như vậy hoặc là sẽ tạo ra mô hình, nó làm hình một cái hộp đa vát nhỏ ở đây rồi đánh lên lại nhá, đó phải quan sát kỹ. Hiện tại thì về kỹ thuật thì hiện tại rất là xấu, vì vậy body band này đang quắt đầu xuống này, MA đang quắt đầu xuống này, MACD đang quắt đầu xuống này. Đấy, về Ichimoku thì sao mọi người? Ichimoku thì thấy một điều là Ichimoku cũng dấu hiệu rất là xấu. Đó, Ichimoku hiện tại cũng rất là xấu. Hiện tại thì em chưa tải về cái Ichimoku tại vì là mới đổ máy nên là chưa kịp để cập nhật nhá. Đấy thì sơ lược mọi người như vậy về dòng thép. Hiện tại dòng thép có thể sẽ hồi về được những cái vùng đó là vùng đầu tiên nhá. Sẽ về kiểm tra lại vùng MA10 đã, tức là cái vùng màu cam này. Đấy, tức là sẽ về vượt được cái vùng màu cam này thì chắc chắn rồi, nó sẽ hướng tới cái vùng MA20 đây. Đấy là vùng 43. Vùng MA10 tức là vùng đỉnh cũ đó này, cái vùng đỉnh được tháng 8 nhá. Đây. Thấy không? Đó, nó vượt được cái vùng kháng cự này thì tiến tới cái vùng kháng cự phía trên nhá. Hòa Phát sẽ như vậy nhá mọi người. Hòa Phát sẽ như vậy. Đầu tiên nó cần phải vượt được cái vùng này đã này. Đây, vừa được thì nó sẽ tiến tới cái vùng đó là vùng 53 nhá. Nam Kim sẽ như vậy. Nam Kim thì nó tạo hai đáy dưới, hiện tại nó khá là xấu nhá, phải quan sát kỹ thêm Nam Kim nhá. Đây, sơ lược cho mọi người về ba mã phiếu khá là lớn trong dòng thép vậy nhá. Một số mã phiếu giống bán lẻ thì thấy là Damaco vẫn là rất là khỏe khi giá thịt heo lên đúng không? Giá thịt lợn lên đúng không? Rất là khỏe. Và nếu như có một sự may mắn ở đó nó quay về lắp đại gác này thì rất là tuyệt vời cho cái việc mua mới của chúng ta. Đấy, Damaco. Thì hiện tại Damaco thì nó có dấu hiệu là sẽ khó lòng mà về đâu, hiện tại nó đánh lên thôi. Hiện tại nó đã thoát khỏi cái mô hình VCB, rồi nó kiểm tra được vùng này VCB thì đánh lên nhá. Rồi mô hình HAX này, đấy, ô tô hàng xanh này. Hiện tại thì mô hình này cho thấy là cái mô hình cup and handle có thể xảy ra ở đây. Đấy, cup and handle nhá, có thể quan sát thử coi sao nhá. Hiện tại thì những cái phi mà nó rút chân như này tạo ra một cái bóng tennis như này nhưng mà nó bị suy yếu như vậy là chứng tỏ rằng là mã phiếu này nó cần phải thời gian để tích lũy lại quanh vùng này nhá. Tức là nó có thể nó sẽ tạo một cái handle, tạo một cái handle mất khoảng thời gian lâu hơn, rơi vào khoảng thời gian người đoàn nghĩ rằng sẽ rơi vào khoảng thời gian tầm 10 đầu tháng 12 nhá, đầu tháng 12 nhá. Đấy. Một số mã phiếu khác nhá, như là Thế Giới Động này. Thế Giới Động thì chắc chắn rất là khỏe rồi. Chúng ta có đã từng mua những cái nhịp nó tuyệt vời đúng không? Mua những cái nhịp mà thị trường chúng ta đang rất hoảng loạn, chúng ta đã mua vào rồi. Đấy, thì chúng ta đã có một khoản rất là tốt với mã phiếu Thế Giới Động. Đấy, thì chúng ta mua vào những cái ngày đó, ngày 22 tháng 11 này. Đấy, 22 tháng 11 là rơi vào cái ngày này. Vào cái ngày cây giá đỏ này đúng không? Và ở đây bây giờ có một khoản lợi nhuận rất là tốt. Lợi nhuận rất tốt cho mọi người rồi. Đó, cũng đã được tầm 5% cho một số anh chị đầu tư gọi là nắm giữ chung và dài hạn rồi đúng không? Chúng ta kỳ vọng mã phiếu này sẽ về giá tầm 170 nhá. Em ghi rất rõ cho khách hàng bên em về phân tích như nào, lý do tại sao nhá. Rồi mã phiếu như là FRT này. Đấy, bán lẻ của FPT đúng không? Hiện tại thì mã phiếu này đang cho thấy là những cái phiên nó tích lũy thôi. Tại vì vui nó cũng không có quá lớn này. Đấy, hiện tại thì nó sẽ cần phải quanh ở vùng này. Và hiện tại mã phiếu này em cũng sẽ không đặt nặng về đầu tư tại vì nó cũng định giá khá là cao rồi. Đấy, cho nên sẽ tập trung vào những mã phiếu khác nhá. Đấy, rồi mã phiếu bán lẻ khác này, chúng ta có một số mã phiếu bán lẻ khác. À, chúng ta có một số mã phiếu có thể đầu cơ được nhá, về vấn đề giá lợn tăng nhanh như là HAG này. Đấy, HAG này. Hôm qua thì người đó đã xác định có định cân nhắc về việc bắt đáy mã phiếu này không? Tại vì người đó thấy là nó đã có dấu hiệu là về kiểm tra lại vùng 20 rồi, chắc chắn sẽ có lực hồi. Đấy, tiếc là người đó không vào. Nếu như nó vào chúng ta chắc chắn sẽ kỳ vọng được nó về với giá tầm 8.5 nhá. Đó, sẽ có một khoản lợi nhuận từ đây đến vùng 8.5. Đấy, tầm 20% cho một anh chị đã bắt đáy nhá. Hôm nay người đó có bắt đáy mà phiếu TCH thêm nữa này. Đấy, từ đó chúng ta mua những cái vùng giá rất lý tưởng vùng dưới này đúng không? Đó, đã có một khoản lợi nhuận rồi. Tầm 5% rồi. Đấy, chúc mừng anh chị nhá. Rồi một số mã phiếu về nhóm ngành mà người đó đang quan tâm nhá. Đấy, thì người đó đang quan tâm một số mã phiếu nhóm ngành xây lắp. Đấy, ví dụ như là C4G này,
C4G này. Thấy không? Nó có khỏe thị trường không? Chắc chắn nó khỏe thị trường rất nhiều đúng không? Thị trường chúng ta thì hiện tại khi thị trường chỉnh thì nó mới chỉ qua những vùng nền của nó này. Tại nó chưa có dấu hiệu là yếu đúng không? Và chúng ta đã kỳ vọng là nó sẽ có một phiên breakout của đỉnh đây. Và hiện tại vùng đang cạn rồi, hai cái phiên này tương tỏ là phiên vùng cạn này. Đấy. Chứ thế khả năng rất cao mà phiên sẽ lên. Đấy, nếu như trong cuối tuần này mà hai mã phiếu này nó chưa tăng thì người đó sẽ làm rõ một video cho mọi người thấy rõ hơn là cái cơ bản cũng như là cái nền tảng tăng trưởng của những mã phiếu xây lắp như thế nào nhá. Đấy, thì người đó đang kỳ vọng sẽ vượt cái vùng giá 22. Đấy, mã phiếu này hiện tại thì những kỹ thuật của nó thì đã có dấu hiệu là sẽ ngoắc đầu lên rồi chứ không có dấu hiệu tạo hai đỉnh đâu. Hiện tại đang rất là mạnh nhá. Đấy rồi, mã phiếu C47 này cũng là mã phiếu người đó đang quan tâm nhá. Đấy, quan tâm thì nhưng mà phiếu đã được kéo sau khi cái kiểm tra đường 20 được kéo lên này, không dấu hiệu là bị gãy, không dấu hiệu bị gãy nhá, nó được coi một điểm cộng nhưng mà phiếu này đấy, thấy không? Đấy thì hiện tại thì mã phiếu này đang có hiệu là yếu hơn về MACD thôi. Đấy rồi, một số mã phiếu khác như là FCN này cũng là những mã phiếu mà đang nằm trên đường 20 đang khỏe hơn, nhưng mà phiếu còn lại rất là nhiều về Midcap và Penny nhá. Đấy rồi LCG nữa là mã phiếu người đầu đang quan tâm nữa. Đấy thì đa phần những mã phiếu này người đầu đang đánh mạnh vào vấn đề về xây lắp cũng như thi công về đầu tư công nhá. Chính vì thế thì người đó đang quan tâm vấn đề này. Thì nếu như có thể, rất mong người đó sẽ có một cái gì đó làm một video rất nói rõ mọi người hơn về vấn đề này. Đấy. Thì một số mã phiếu khác về những ngành thủy sản người đó cũng đang quan tâm nhá, như là MBC này. Đấy, MBC là thường như là coi là mã phiếu mà đầu tư chung và dài hạn của người đó đấy nhá. Tại vì hiện tại thì cũng đã tạo cho chúng ta thấy là một điều gì mọi người? Một cái mô hình rất rõ ràng đúng không mọi người? Đấy, bộ đồ tăng giá này. Đấy. Nhá, thì đang kỳ vọng một vị đánh lên mà phiếu này thôi. Vĩnh Hoàng này, cũng như là ANV này, cũng như là FMC là những mã phiếu mà người đó đang quan tâm với nhóm ngành thủy sản. Mọi người có thể bỏ vào cái link cuốn sách mọi người ngồi tham khảo về vấn đề đầu tư, tìm hiểu về công ty, tìm hiểu doanh nghiệp và đang làm ăn thế nào, có cái việc là lợi nhuận trong quý này hay không và sự tăng trưởng kỳ vọng như thế nào trong những năm sau nhá. Đấy, mọi người phải tìm thử cái đó, sau đó mọi người thử định giá trên BE, định giá theo kiểu beta thử cho cái định giá nó có quá là cao hay chưa nhá. Đấy, mọi phải xem xét những vấn đề đó để mọi người biết mọi người đầu tư nhá. Đây người đó chỉ đưa ra cho mọi người một số mã phiếu để mọi người quan tâm thôi nhá. Đấy thì đây là một số cái vấn đề, ví dụ là mã phiếu về bất động sản vậy như này, TCH là người đó đang quan tâm này, rồi mã phiếu như AGG này cũng là mã phiếu người đó đang quan tâm nhá. Đấy, AG thì người đó thì cũng thật sự là không hiểu rõ mã phiếu này, nhưng mà có coi một cái video của một anh trên mạng, anh thấy là anh nói là mã phiếu này cũng khá là tốt. Đấy, nhưng mà trước mắt mã phiếu này cần phải một sự tích lũy khá là lâu ấy, tại vì mã phiếu này về kỹ thuật thì nó tạo mô hình hai đỉnh nhá, double top này ngay đây. Đấy, và MACD nó đang phân kỳ. Đấy, MACD nó đang phân kỳ. Đấy, chứng tỏ là tạo đỉnh, và trước tiên chắc chắn là nó cần phải một phiên kiểm tra vùng này trong thời gian sắp tới. Đấy. Đấy. Và đây một cái điểm mua cho mọi người về vùng giá 42 mọi người mua dần nhá. Đấy. Thì mã phiếu Hà Tiên này hay là mã phiếu BC thì mã phiếu mọi người thì quan tâm về vấn đề về nguyên vật liệu nhá. Nhưng mà nguyên vật liệu thì hiện tại cũng đã tăng rất là nhiều rồi, chính thế mọi người nên thận trọng một tí. Giá nguyên vật liệu cũng tăng nhiều rồi. Nhưng mà đa phần thì mã phiếu này đang ở cái vùng nền số 2. Mọi người nhớ biết không ạ? Vùng nền thứ 2, đây vùng nền số 1 này. Đấy. Và đây là vùng nền số 2. Và nếu nó hoàn thành sau được vùng nền số 2 rồi sẽ lên cái vùng nền số 3. Và những cái việc người ta nói là vùng nền số 3, từ vùng nền số 2 tới vùng nền số 3 sẽ là vùng nền chạy mạnh nhất của những mã phiếu này. Đấy, chúng ta quan tâm nhá, quan tâm được. Và tới vùng nền số 3 thì thường sẽ một cái nhịp chỉnh khá là sâu. Tiêu biểu như là về một số mã phiếu dòng bất động sản vậy đó. Bất động sản đa phần đã chạy tới vùng nền số 3 rồi, như SC này. Nhá. Đấy, SC. Thấy không? Đây là vùng nền 1 này đã lên này, nền 2 này, đây là vùng nền đang xem vùng nền số 3 này, đấy. Đấy thì ở một số vấn đề người đó muốn trò chuyện mọi người. Vinhome là mã phiếu người đó đầu tư trung hạn này. Đấy. Đa phần những mã phiếu mà dòng bất động sản mà chưa đánh người đó đang quan sát rất là rõ với một số mã phiếu như Vinhome hay là AGG nhá. Đấy, TCH là mã phiếu mới đánh lên thôi. Đấy. Thì mã phiếu này chúng ta kỳ vọng là mã phiếu này sẽ có những dấu hiệu phát ra khỏi đỉnh lên rất mạnh mẽ nha, nó sẽ dẫn dắt thị trường, chúng ta kỳ vọng như vậy. Thì video tới đây kết thúc thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều và rất mong mọi người bỏ chút thời gian nhớ thích video người đòi chứng khoán, nhớ đăng ký kênh của người đòi chứng khoán nhá. Hiện tại thì video đã có một cái rung đồng đây, mọi người nhấn vào người tham gia cùng người đòi nhá. Đấy, người đòi đã có thêm một cái rung mới rồi, tại vì rung kia thì cũng đã phun khách hàng rồi. Đây, người đòi có cái rung mới, đây rung này thì rung đồng này thì đã phun rồi, người đòi không thêm được nữa.
Room này thì mới vừa lập nhá, mới bị lập để cho mọi người cũng khuyến nghị như vậy thôi. Đấy, người đó như là phiên trước người đó khuyến nghị cho mọi người mã phiếu VCG đúng không? VCG đúng không? Em nhớ không nhầm như vậy, có tặng mọi người mã phiếu VCG mọi người đầu tư. Đây. VCG có đúng ta, đây VCG này, ngày 22 tháng 11 này, giá 45 tới 46 này, bắt đầu có dấu hiệu đánh lên rồi đấy nhá. Nó đang kỳ vọng sẽ tạo hơn hai đỉnh ở đây, double top ở đây. Nếu như tạo hình double top thì nó có thể kỳ vọng được vùng giá tầm 49 mọi người bán nhá. Đấy, còn nếu mọi người đầu tư trung hạn theo người đòn, chúng ta kỳ vọng vùng giá 60 nhá mọi người. Đấy, thì tại vì sao? Tại vì là về cơ bản là một nền tảng tiên là một, cái thứ hai nữa là tích lũy quá là lâu rồi, hơn năm trường gần năm trời rồi chưa đánh đó. Đấy. Xin chào mọi người nhá, chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc gia đình nha. Rồi chúc mọi người luôn luôn đầu tư thành công thịnh vượng nhá. Người có cần người đò hỗ trợ vấn đề về đầu tư, có liên hệ qua số điện thoại người đò nha. Xin chào mọi người nhá.